cây táo tàu đang rất là tươi tốt và cho trái rất là sai nha các anh chị. Nhánh nào cũng ra trái hết trơn á. Nhà vườn Khánh Võ đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay em xin được kính mời quý cô bác anh chị hãy cùng theo em, chúng ta sẽ tìm hiểu một loại cây được mệnh danh là vị thuốc dân gian và rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đó chính là cây táo tàu. Đứng kế bên em đây là rất là nhiều cây táo tàu đang rất là tươi tốt và cho trái rất là sai nha các anh chị. Nhánh nào cũng ra trái hết trơn á. Mà đây là trái nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà khi trái táo mà trưởng thành á thì có thể to hơn ngón tay cái của em luôn. Thì quả táo của mình á là sẽ có dạng hạch nha các anh chị. Và khi mà còn sống á thì trái sẽ có màu xanh, nhưng mà khi gần chín á thì trái táo sẽ có màu vàng sọc đỏ. Thịt ở bên trong thì mềm nè, ăn có vị ngọt thanh khá là ngon. Và thường á thì ở gia đình của em á, em hay dùng để mình phơi khô á các anh chị. Sau đó thì mình sẽ dùng mình nấu sâm, nấu chè hoặc là mình chưng yến để bồi bổ sức khỏe của mình. Táo thì cũng có tác dụng là an thần, giúp cho những người mà mất ngủ á sẽ ngủ được dễ hơn, rồi làm đẹp da nữa, rất là nhiều công dụng bổ ích luôn. Rất là nhiều kích cỡ cho các anh chị lựa chọn, có dạng tầm trung, tầm thấp cũng có, và cây này cao trên 2 mét luôn nha các anh chị. Nếu như các anh chị yêu thích cây táo tàu thì có thể liên hệ qua nhà vườn Khánh Võ. Bên em có đội ngũ kỹ thuật sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cũng như là giao hàng trên toàn quốc cho các anh chị nha. Hotline 096 234 7777, địa chỉ vườn 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhánhvõ.vn. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh.